ngẩn ngơ trước nhan sắc cực phẩm như công chúa trong rừng của Hoa hậu Trần Tiểu Vi. Với lối trang điểm mỏng, nhẹ, Hoa hậu Tiểu Vi thực sự khoe được những đường nét gần như hoàn hảo trên gương mặt. Nhan sắc nàng hậu hoàn toàn thuyết phục với công chúng. Sau nửa năm làm Hoa hậu, Tiểu Vi cho biết cô dường như miễn nhiễm với các mối quan hệ, có dính đến hai chữ đại gia. Mỗi khi sự kiện tham dự xong đều quay trở về nhà ngay sau đó. Sau 6 tháng đăng quang, Hoa hậu Trần Tiểu Vi ngày càng tỏa sáng với nhan sắc rực rỡ của tuổi 18. Mới đây một lần nữa nàng hậu lại đốn tim khán giả với bộ ảnh kỷ niệm nửa năm đăng quang của mình. Với lối trang điểm mỏng nhẹ, Hoa hậu Tiểu Vi thật sự khoe được những đường nét gần như hoàn hảo trên gương mặt. Nhan sắc nàng hoa hậu hoàn toàn thuyết phục với công chúng. Gần đây, mỗi khi tại các sự kiện, Tiểu Vi luôn ghi điểm với sự chỉnh chu và ngày càng được đánh giá cao về nhan sắc lẫn gu thời trang. Sau nửa năm đã bước sang tuổi 19, không chỉ nhan sắc Tiểu Vi rực rỡ hơn mà phong thái giao tiếp của cô cũng có nhiều thay đổi. Khi được đặt câu hỏi về việc liệu nửa năm sau có đại gia nào tán tỉnh hay chủ động làm quen hay không, Hoa hậu Tiểu Vi thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không biết những người mình gặp ở các sự kiện có phải đại gia không, mà điều đó cũng không quan trọng với tôi. Mỗi lần đến dự sự kiện khi xong phần việc của mình, tôi đều nhanh chóng ra về cùng ekip. Những ngày hoạt động dự án thiện nguyện, tôi cũng không bận tâm chuyện có gặp đại gia ở đó hay không." Sau chiến thắng lọt top 5 dự án nhân ái xuất sắc tại Miss World, Hoa hậu Tiểu Vi dường như xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện hướng đến sinh viên phụ nữ. Chia sẻ về dự định trong năm, Hoa hậu Tiểu Vi cho biết, Vi sẽ tiếp tục con đường thiện nguyện và hoạt động xã hội nhiều hơn. Hiện tại Vi đã bắt đầu chuẩn bị cho một số dự án cộng đồng của mình. Vi đang suy nghĩ những dự án về môi trường mang tính lan tỏa hơn, kêu gọi được nhiều bạn bè trẻ tham gia. Bên cạnh đó, Vi cũng thích tham gia vào giải trí như game show, ca nhạc hay phim ảnh. Nhưng trước mắt, chắc có lẽ là cần thêm thời gian để học hỏi. Nửa năm đăng quang, Hoa hậu Trần Tiểu Vi ngày càng chứng minh được nhan sắc vượt chuẩn vạn người mê. Chỉ sau nửa năm đăng quang nhưng Hoa hậu Tiểu Vi là một trong những nàng hậu được đánh giá là có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Với nhan sắc tuổi 18 và sự năng động hết mình của Tiểu Vi, hứa hẹn trong tương lai nàng hậu sẽ ngày một tỏa sáng hơn. Nathan Lee bên vực Sunri ở VBIC môi giới lận đứa bán vẫn lên báo sang chảnh. Nathan Lee bày tỏ sự tiếc nuối khi Sunri rút lui khỏi làng giải trí. Có lẽ loạt bê bối được công khai đã khiến cậu em út Big Bang có thể khó đứng dậy được. Nathan Lee cho rằng showbiz Hàn Quốc khắc khe, nhưng ở showbiz Việt, nếu ai đó vướng scandal thì càng hot hơn mà thôi. Vụ việc Sunri, em út nhóm nhạc Big Bang, tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, sau áp lực dư luận từ bê bối môi giới mại dâm, xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Scandal này chấn động làng giải trí Hàn Quốc, khiến người ta có cái nhìn khác về những thần tượng, không phải ai là nghệ sĩ cũng có tư cách đạo đức và lối sống đàng hoàng. Thông tin Sunri chính thức giải nghệ khiến nhiều fan hâm mộ Big Bang cùng nghệ sĩ Việt bất ngờ. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi một phần thanh xuân gắn bó với âm nhạc Big Bang. Hình ảnh đầy đủ 5 thành viên tạo nên kỳ tích cho ngành giải trí Hàn Quốc. Ngay lúc này, không những dư luận bức xúc mà fan cũng vô cùng suy sụp khi sự thật về thần tượng đang bị truyền thông móc mẻ. Scandal khiến Sunri bị công ty chủ quản cắt hợp đồng, chuỗi nhà hàng kinh doanh ngưng hợp tác và kéo theo nhiều hệ lụy. Việc Sunri tuyên bố giải nghệ đã khiến nhiều sao Việt buồn bã tiếc nuối. Về phía Nathan Lee thì nhận định khác, trước giờ không quan tâm nhóm nọ, cơ mà mấy bữa nay thấy chị đại, chả hiểu ai phong cho đá điệu Sunri càng ghét hơn. Nói chung, thấy người gặp nạn mà hoan hỷ hả hê đích thì thể loại không ra gì. Công nhận showbiz Hàn khắc nghiệp thật, mấy nhóc chỉ chót coi clip mà đã phải giải nghệ, chả bù ở Việt Nam. Cả kẻ môi giới lẫn đứa bán dâm vẫn lên báo sang chảnh các kiểu, đáng sợ vãi. Nathalie chỉ trích những người hả hê khi Sunri gặp nạn. Anh cũng cho rằng showbiz Hàn quá khắc nghiệt với idol, còn showbiz Việt thì quá dễ dãi với nghệ sĩ, ai gặp scandal, cỡ nào cũng còn con đường để phát triển sự nghiệp. Hiện tại khi phía cơ quan công an vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, thì cơ hội trong sáng của Sunri vẫn còn chứ, chưa phải là dấu chấm hết. Diễn viên Trạng Quỳnh kéo fam Sun Gi bật mí sự thật về giới showbiz. Một lần kéo fam Sun Gi Big Bang, diễn viên Đinh Đức Thành nhận kết đắng. Đinh Đức Thành, hot boy Việt Nam Next Top Model 2015, bén duyên với điện ảnh gặt hái được một vài thành tựu nổi bật. Đầu năm nay, năm người mẫu ghi dấu ấn với vai diễn trong phim Trạng Quỳnh. Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên sinh năm 1995 đã bày tỏ quan điểm về scandal của thần tượng K-pop Sunri, thành viên nhóm Big Bang. Bên cạnh đó, Đinh Đức Thành cũng tiết lộ về những góc khuất trong giới showbiz hào nhoáng. Bày tỏ quan điểm về sự việc của Sunri, Đinh Đức Thành cho biết,
Ta nói do đen thật sự, kinh doanh quán bar thì quán nào cũng có ma túy với mại dâm. Còn mấy thằng đàn ông con trai, hôm nay chơi con này, mai chơi con kia rồi quay clip, chụp tấm hình khoe chiến tích với bạn bè cũng là chuyện quá ư bình thường. Do đen tự dưng bị khui ra mà thôi. Hình ảnh nam ca sĩ Sunri trong lần đầu đến thăm Việt Nam. Theo Đinh Đức Thành, Sunri bị khui ra là do không may mắn. Khi bày tỏ quan điểm về vấn đề Sunri, Đinh Đức Thành bị fan hâm mộ Big Bang ném đá tả tơi, buộc phải khóa trang cá nhân. Trước khi đóng, nam diễn viên Trạng Quỳnh còn đáp trả lại cực gay gắt. Tham gia showbiz cũng được một thời gian. Nhưng sự việc của Sunri, Đinh Đức Thành đáp trả các VIP gắt gao. Thật lòng mà nói, một số bạn trẻ để hình Ava cây cỏ chim muông, thú vật vào comment và inbox chửi dậy đời mình như đúng rồi. Thứ nhất, tao không phải là chưa bao giờ là fan của Big Bang, đọc cho rõ. Thứ hai, tao không bình luận Sunri đúng hay sai, vì nó sai rõ ràng với một đống hoạt động phạm pháp. Thứ ba, tao nói ở xã hội bây giờ kinh doanh quán bar 100 quán thì có đến 80 quán có sử dụng đến ma túy và mại dâm, và mọi thứ vẫn đang tiếp diễn như vậy hàng ngày. Còn dâm ba thằng đàn ông con trai tuổi ăn tuổi chơi, đêm nay ngủ với con này, mai ngủ với con kia, có chụp hình quay phim rồi bình phẩm với mấy đứa bạn thân. Thành xin nói lại một lần nữa là bình thường đó, không tin bọn mày cứ thử vấn đáp một phút nói thật với chồng, với người yêu mày đã từng một lần như thế chưa. Và không phải mọi thứ bình thường đều đúng với chuẩn mực xã hội. Thứ tư, đừng bao giờ chửi tao là người của công chúng rồi bú phem, chắc tao hám phem quá, rồi chửi đến phụ huynh tao. Nên nhớ khi chỉ một ngón tay về phía người khác thì bốn ngón tay còn lại đang chỉ ngược lại mình. Tao lại ăn cơm của showbiz nhiều quá nên tao sợ mày quá cơ. Tao đúng sai như thế nào thì cũng bản thân tao hưởng. Một ngày đẹp trời tao vẫn dậy sớm đi làm kiếm tiền và nuôi cha mẹ tao. Bọn mày chắc đang ngủ chứ gì, đêm thức cho cố mà đi chửi rủa người. Hiện tại Đinh Đức Thành phải khóa trang cá nhân trước sự tấn công của người hâm mộ Big Bang. Mai Phương bên vực Phùng Ngọc Huy, anh ấy không có lỗi khi tôi bệnh. Đến hiện tại, nữ diễn viên không muốn nhắc nhiều đến tình trạng sức khỏe, cũng như các vấn đề liên quan để không muốn khán giả hiểu lầm. Đây là một trong những lần hiếm hoi Mai Phương nhắc đến các thông tin về cha ruột con gái, bởi lẽ cô không muốn lấy sự việc này ra để gây sự quan tâm của quý khán giả. Vào tháng 8 2018, thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi xuất hiện khắp các diễn đàn. Theo đó, từng hình ảnh diễn biến bệnh tình đều được cập nhật thường xuyên và thu hút sự chú ý của khán giả khắp nơi. Đến hiện tại, cơ thể cô tiếp nhận thuốc tốt và tình hình cũng khả quan hơn rất nhiều. Sau một thời gian ở ẩn, thì cô đã khiến người hâm mộ giật mình vì thần thái xuất sắc trong bộ ảnh mới. Từ phong cách thời trang, trang điểm, biểu cảm, Mai Phương đều nhận được rất nhiều lời khen và ủng hộ từ phía khán giả, lẫn các đồng nghiệp. Thậm chí Phùng Ngọc Huy cũng gửi lời có cánh đến nữ diễn viên. Mới đây nhất khi trò chuyện với báo, lần đầu tiên Mai Phương nói đến mối quan hệ với tình cũ, nữ diễn viên mập mạch. Anh ấy tất nhiên động viên tôi nhiều. Người ngoài biết chuyện tôi bệnh còn sửng sốt, huống hồ tôi và anh từng có thời gian gắn bó. Tuy nhiên, điều tôi không nghĩ đến là bố La Vi đã phải chịu áp lực lớn từ dư luận. Anh ấy không có lỗi trong chuyện này, vì bệnh của tôi không phải là điều anh ấy muốn. Tuy nhiên, khán giả có những quan điểm của họ. Tôi cũng không thể bảo vệ anh, cũng không cản nổi dư luận. Nhưng cũng may mọi thứ đã qua rồi, giờ chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè, vẫn trao đổi và hỏi thăm nhau. Gần đây, cả hai thường xuyên có những tương tác với nhau trên mạng xã hội. Dù sức khỏe ổn định hơn, nhưng Mai Phương chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện vì để đảm bảo sức khỏe, cô chú trọng từng biểu hiện cơ thể và không dám làm việc hết sức, cố gắng kiếm tiền như trước. Sau những sự việc ồn ào thì đến hiện tại, rất nhiều người hâm mộ đã mong muốn cả hai sẽ quay về với nhau. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về việc nối lại tình xưa. Vừa kể khổ vay nợ, Lâm Khánh Chi đã mạnh tay tậu trang sức kim cương 20 tỷ đồng. Nữ ca sĩ luôn khiến mọi người trố mắt bởi những món trang sức giá trị mà trong thời gian gần đây cô liên tục sở hữu. Cô liên tục cho ra những sản phẩm nghệ thuật tiền tỷ. Chẳng những thế, Lâm Khánh Chi cũng đầu tư rất nhiều tiền vào những món phụ kiện đắt đỏ. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi vừa khoe món quà mới nhất của cô vừa nhận. Theo đó, đây là một đôi hoa tai cực đặc biệt. Khi chi tiết chính của nó là hai viên kim cương cực hoành tráng, đi kèm là những viên đá cực lấp lánh xung quanh. Không cần hoa văn cầu kỳ, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy choáng ngợp với món trang sức đặc biệt này. Cận cảnh đôi hoa tai lấp lánh của nữ ca sĩ vừa tậu về. Khi vừa chia sẻ, các khán giả đã rất ngỡ ngàng khi mới vài ngày trước, Lâm Khánh Chi tiết lộ mình làm phim ngắn Mẹ Tôi là tiêu tốn hết cả tỷ đồng, nhưng chẳng lâu sau cô đã mạnh tay mua trang sức mới.
liên lạc với Lâm Khánh Chi để biết thêm về giá trị này, nhưng cô từ chối tiết lộ số tiền thật vì không muốn khán giả hiểu lầm mình khoe khoang tài sản trên mạng xã hội. Được biết đây là món quà cho mẹ ruột của nữ ca sĩ tặng cho con gái. Và nếu so sánh với giá thị trường thì viên kim cương 12 ly, nước đê như thế thì phải nằm ở mức trên 20 tỷ đồng. Có thể nói mẹ của Lâm Khánh Chi đã rất chịu chơi vì tặng món quà cực đắt đỏ này. Từng không ủng hộ việc con chuyển giới, nhưng giờ đây ba mẹ cô lại yêu thương và lo lắng cho nữ ca sĩ hết lòng, bởi lẽ họ phần nào nhìn thấy được quyết định của cô thật đúng đắn. Vào dịp lễ 8 tháng 3, cô cũng được ông xã Phi Hùng tặng quà giá trị. Ở độ tuổi U40, Lâm Khánh Chi vẫn khiến mọi người trầm trồ vì vẻ ngoài trẻ trung quyến rũ, gu thời trang cũng thay đổi hàng ngày để làm mới chính mình trong mắt đối phương. Đến hiện tại, Lâm Khánh Chi chắc chắn là một hình mẫu của rất nhiều người trong cộng đồng LGBT, bởi lẽ cô được sống là chính mình, có chồng yêu thương, được làm mẹ và công việc nghệ thuật trên đà phát triển.